Thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay thì mưa gió quá anh em ạ. Cảm giác thì cực kỳ lạnh lẽo luôn. Và để làm ấm hơn cái bầu không khí lạnh lẽo này thì mình sẽ mang đến cho anh em những deal có thể nói là cực kỳ hot tại ThinkPro. Và không chỉ một mà tận 3 chiếc laptop giá dưới 17 triệu đồng. Và chắc chắn khi em mua chiếc laptop này thì anh em sẽ không phải hối hận. Và cụ thể những chiếc laptop này là gì thì hãy cùng với mình xem hết video này nhá. Và mình là Thiện Dũng, còn đây là ThinkPro. Và đại diện đầu tiên là một cái tên đã quá là quen thuộc với anh em rồi, đó chính là chiếc Asus ZenBook Q409ZA. Điểm qua một chút thì chiếc máy này sẽ có một thiết kế cực kỳ đẹp mắt với chất lượng build bằng kim loại, phần bản lề có thể nói là được làm sáng bóng luôn. Mà máy lên thì bên trong sẽ là một màn hình với kích thước 14 inch, tấm nền OLED và độ phân giải đến 2.8K. Màn hình của chiếc máy này thì mình đã nói đến quá nhiều lần trên những video review của chiếc Q409ZA rồi. Nhưng mà để nói tóm lại thì chiếc màn hình này sẽ phù hợp với những anh em nào làm các tác vụ về giải trí này, thậm chí là đồ họa mức độ cơ bản cho tới bán chuyên thì chiếc màn hình này cũng có thể đáp ứng được luôn. Chưa kể là màn hình của chiếc máy này còn sử dụng tấm nền OLED cực kỳ là hiện đại và xịn sò. Sự khác nhau giữa OLED và IPS thì những anh em đam mê công nghệ đã quá là rõ rồi, nhưng mình sẽ giải thích lại một chút. Đó chính là với màn hình OLED thì những điểm ảnh trên màn hình sẽ tự phát sáng, và khi đó thì khi mà màn hình hiển thị màu đen thì những điểm ảnh này sẽ tắt hẳn ánh sáng đi và cho anh em một cái cảm giác gì đó khi mà hiển thị trong bóng tối cực kỳ đẹp mắt. Thậm chí là với màn hình OLED thì anh em sẽ có độ sáng cao hơn một chút so với IPS và độ hiển thị cũng trong hơn, nét hơn và rực rỡ hơn nữa. Còn về cấu hình thì chiếc Q409ZA sẽ được sử dụng một loại CPU cực kỳ là mới đến nhà Intel, đó chính là chiếc Intel Core i5-1240P với 12 nhân và 16 luồng. Còn về hiệu năng cũng như khả năng sử dụng thực tế của con 1240P trên Q409ZA thì chúng mình đã nói qua quá nhiều trong các bài review trước đây rồi. Và cụ thể thì con chip này sẽ cung cấp cho anh em những tác vụ cực kỳ là mượt mà, từ lướt web, giải trí, học tập hay thậm chí là anh em có thể làm đồ họa cơ bản, bán chuyên cho tới edit video cũng được luôn. Còn nếu như anh em có ý định sử dụng chiếc máy này để cho gaming thì chiếc máy này cũng hỗ trợ cho gaming tương đối tốt với con chip i5-1240P với 12 nhân và 16 luồng cơ mà. Và chưa dừng lại đó thì chiếc màn hình này cũng được hỗ trợ 90Hz, nên là cho những trải nghiệm gaming có thể nói là cực kỳ là mượt mà, từ những tựa game cơ bản này, nhẹ nhàng online offline hay đến những tựa game kiểu eSports với những mức setting hợp lý thì đều ok hết. Và ok, chúng ta đã khen chiếc máy này từ nãy đến giờ rồi. Bây giờ sẽ cùng đến với những yếu điểm của chiếc máy này. Thì chiếc máy này chỉ được trang bị 8GB RAM mà thôi, và đây sẽ là điểm yếu có thể nói là cố hữu và cực kỳ lăn tăn với những người mà chuẩn bị xuống tiền để mua chiếc máy này. 8GB RAM được trang bị trên chiếc Q409ZA sẽ là chuẩn DDR5 cực kỳ là mới rồi, nhưng vấn đề của nó là nó được hàn chết và không thể nâng cấp. Qua trải nghiệm cũng như sử dụng ấy thì mình thấy rằng ở thời điểm hiện tại, nếu như anh em làm các tác vụ từ cơ bản này hay là làm văn phòng, hoặc là nếu như anh em có thói quen mà tắt app đi khi mà không sử dụng đến ấy, thì 8GB RAM vẫn có thể đáp ứng được. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu về lâu về dài anh em sử dụng khoảng 1 2 năm hay 3 4 năm thì những cái chiếc máy mà được phép nâng cấp hoặc là được trang bị số RAM cao hơn là 16GB thì sẽ đáp ứng ok hơn. Và tóm lại thì chiếc Q409ZA sẽ phù hợp với anh em nào mà cần một thiết kế sang trọng này, cần một chiếc màn hình đẹp rực rỡ hiển thị cực kỳ sắc nét, cần một hiệu năng cao để có thể đáp ứng các tác vụ hỗn hợp từ học tập, giải trí, đồ họa cơ bản cho tới chơi một vài tựa game nhẹ nhẹ. Và đương nhiên là những anh em mà không đa nhiệm quá nhiều và 8GB RAM là đủ cho anh em thì chiếc máy này quá là phù hợp với anh em luôn. Và chiếc máy thứ hai mình muốn mang đến trong video ngày hôm nay thì đó chính là chiếc Dell Latitude 7320201. Trước đây thì mình có làm một video review chi tiết về em nó, cũng như là so sánh trực tiếp với một đại diện đến từ nhà Surface, đó chính là chiếc Surface Pro 8 rồi. Anh em có thể xem lại ở trên YouTube của ThinkPro. Và đương nhiên đây là một chiếc laptop 2-in-1 nên anh em hoàn toàn dụng nó với những cái tác vụ cực kỳ là khác nhau. Ví dụ anh em hoàn toàn có thể dụng nó như là một chiếc laptop bình thường, hay là bỏ chiếc bàn phím ra và sử dụng như một chiếc tablet. Và đi sâu vào bên trong thì đó chính là chiếc màn hình với kích thước là 13,3 inch với độ phân giải Full HD và tấm nền IPS. Và đương nhiên là một chiếc laptop 2-in-1 nên là chiếc máy này sẽ được hỗ trợ cảm ứng. Hiệu năng chiếc máy này thì sẽ được cung cấp bởi con Intel Core i5-1140G7 với 4x8 luồng và cả đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Và đó là những ưu điểm cực kỳ nổi bật trên chiếc Dell Latitude 7320201 này. Và đương nhiên nó vẫn sẽ có những nhược điểm tồn đọng, đó chính là chính vì nó là laptop 2-in-1 nên là toàn bộ phần linh kiện sẽ được để ở phía sau màn hình. Và đương nhiên khi mà để phía sau màn hình như vậy thì khi mà hoạt động ở những cái tác vụ thực tế, chiếc máy này sẽ nóng lên nhanh hơn so với chiếc laptop thông thường khá nhiều. Và nhược điểm số 2 thì đó chính là chiếc máy này sẽ chỉ được trang bị 8GB RAM cũng như là 256GB SSD mà thôi. Và với cái mức dung lượng trang bị như thế này thì chắc chắn là sẽ không đủ để lưu trữ các tác vụ quá nhiều đâu. Nên là nếu như anh em cần lưu trữ tài liệu hay là ảnh quá nhiều ấy thì chúng ta nên lựa chọn thêm một chiếc USB hay là một chiếc ổ cứng di động để có thể tối ưu thêm được cái dung lượng để có thể lưu trữ. Và nhược điểm cuối cùng, để cho chiếc máy này có một cái mức giá cực kỳ hợp lý là dưới 7 triệu đồng thì chúng ta sẽ chỉ được trang bị bàn phím rời mà thôi và hoàn toàn không được trang bị bút, mặc dù là chúng ta vẫn có khe sạc bút nhưng chúng ta sẽ không được trang bị sẵn trong hộp. Và nếu như muốn sử dụng thêm bút thì chúng ta buộc phải mua bên ngoài. Chiếc Dell Latitude 7320201 này sẽ phù hợp với anh em nào mà cần một chiếc máy sang trọng này, đến như một cái thương hiệu có thể nói là cực kỳ có tên tuổi và
cực kỳ được tin tưởng tại Việt Nam. Và cần một chiếc máy với cực kỳ nhiều các thao tác sử dụng khác nhau, 2 trong 1, sử dụng như một chiếc tablet này hay là sử dụng như một chiếc laptop bình thường, thì chiếc máy này cũng cực kỳ phù hợp với anh em trong một cái giá tiền cực kỳ là hợp lý. Và đại diện thứ ba mà mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là chiếc Dell Inspiron 153525. Và nếu như nói về thiết kế thì chiếc máy này sẽ mang một cái form thiết kế cực kỳ là quen thuộc đến nhà Dell trong 1-2 năm trở lại đây. Vẫn là cái kiểu họa tiết cực kỳ là clear này và vẫn là bản hệ Eucalypt. Đi sâu hơn ở phía bên trong thì chiếc máy này sẽ được trang bị một chiếc màn hình có thể nói là lớn nhất trong 3 chiếc máy mang đến hôm nay. Đó chính là một chiếc màn hình với kích thước 15,6 inch với độ phân giải Full HD, tấm nền VA, có hỗ trợ cảm ứng và tần số quét lên 120Hz. Cho vài bạn còn lo lắng về tấm nền VA được sử dụng trên chiếc máy này thì tấm nền VA trong một vài năm trở lại đây đang được tối ưu cực kỳ tốt, và thậm chí là tấm nền VA nó cho góc nhìn có thể nói là cực kỳ rộng, tương đương với IPS luôn. Còn về hiệu năng thì chiếc máy này sẽ được trang bị CPU đến từ nhà AMD, đó chính là chiếc AMD Ryzen 7 5825U với 8 nhân và 16 luồng. Cùng với đó là chiếc máy này sẽ được trang bị card đồ họa rời MX550. Mặc dù là với ngoại hình văn phòng nhưng cái việc được trang bị thêm card đồ họa rời sẽ giúp tối ưu cho cái khả năng sử dụng từ đồ họa này hay là thậm chí một chút về gaming của anh em cũng được tốt hơn. Chưa dừng lại đó thì chiếc máy này sẽ còn được trang bị 16GB RAM cũng như là 512GB SSD, và cái dung lượng này sẽ đủ hơn kha khá so với đại diện đến nhà Dell ở phía bên trên. Và cũng như hai chiếc máy ở phía bên trên thì mình cũng sẽ nhắc đến nhược điểm của chiếc máy này. Thì chiếc máy này sẽ được trang bị một chất lượng build không được tốt bằng so với hai chiếc máy ở phía bên trên, và chất lượng build của chiếc máy này sẽ không được dày bản như phía bên trên, và cùng với đó hiện tượng flex vẫn sẽ xuất hiện trên một vài điểm và cụ thể là phần mặt A hoặc là phía khung bàn phím. Nhìn chung thì Dell Inspiron 3525 sẽ phù hợp với những em học sinh, sinh viên hay là những người làm về văn phòng mà chỉ cần một chiếc máy đến từ thương hiệu Dell, cần một bộ lưu trữ lớn này, cần dùng bền bỉ qua vài năm, và đương nhiên là chỉ dùng một chút về gaming cũng như là đồ họa cơ bản mà thôi. Và vậy thôi, trên đây là 3 sản phẩm đang cực kỳ hot tại ThinkPro trong mức giá khoảng dưới 7 triệu đồng. Ý kiến của anh em về 3 sản phẩm này như thế nào? Hay là mình có bỏ quên một sản phẩm nào đó dưới 7 triệu đồng mà cũng ngon hay không? Thì anh em hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Và cũng đừng quên là để lại một like cũng như là một subscribe ThinkPro để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.